Anh Sukno và chị Hami xin chào các bé. Các bé đã nghe câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn chưa nhỉ? Một câu chuyện dài nhưng rất ly kỳ và hấp dẫn. Bây giờ các bé cùng nghe chị Hami và anh Sukno kể lại câu chuyện cổ tích này nha. Giữa một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi xuống trắng như bông. Một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun. Bà mãi nhìn tuyết rơi nên kim đâm phải tay. Ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng. Ước gì ta sinh được một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung cửa này. Sau đó ít lâu, bà sinh hạ được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ mất. Một năm sau, vua lấy vợ khác. Bà này đẹp lắm, nhưng kiêu căng tự phụ, không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần, khi soi bà hỏi: "Gương kia ngựa trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Thì gương đáp: "Tô hoàng hậu, bà đẹp nhất nước à." Biết gương nói thật, bà rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn càng đẹp. Năm lên bảy, cô đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu hỏi gương: "Gương kia ngựa trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta?" Thì gương đáp: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức tái mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại tức điên lên. Ngày một thêm kiêu ngạo và đố kỵ, bà lúc nào cũng bứt rứt. Bà cho gọi một người thợ săn đến bảo: "Ngươi hãy đem con bé này vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, rồi mang tim gan của nó về đây cho ta." Người thợ săn vâng lệnh đem cô bé đi. Khi người này lễ giao ra, thì cô bé vô tội van khóc: "Bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng, không về nhà nữa đâu." Người thợ săn thấy cô bé xinh đẹp quá, thương hại bảo: "Tội nghiệp, thôi cháu đi đi." Người thợ săn nghĩ bụng: "Rồi thối dừa cũng đến ăn thịt nó mất thôi." Nhưng ông cũng nhẹ lòng vì không phải giết người. Lúc đó, một con hoàng nhỏ nhảy tới. Người thợ săn giết con hoàng, lấy tim gan đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó sai đầu bếp xào nấu cho mụ ăn. Mụ đinh ninh đó là tim gan Bạch Tuyết nên ăn cho kỹ hết. Một mình thui thủi trong rừng rậm, Bạch Tuyết sợ hãi, nhìn lá cây, ngọn cỏ, chẳng biết làm gì. Cô cắm đầu chạy, dẫm phải gai và đá nhọn, chảy máu cả chân. Thú dữ lượn quanh cô, nhưng không đủ chạm đến cô. Khi đã mỏi chân, cũng là lúc trời chập tối. Bạch Tuyết nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, cô liền vào trong nhà để nghỉ. Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh, có 7 cái đĩa con. Mỗi đĩa có một cái thìa con, một cốc con. Sát tường kê 7 chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng như tuyết. Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một tí rau, tí bánh và uống mỗi cốc một hớp rượu vang, vì cô không muốn ai phải mất phần. Cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không giường nào nằm vừa. Cái thì quá dài, cái thì lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ 7 mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Tối mịt, nhưng chủ căn nhà mới về. Đó là 7 chú lùn làm nghề thợ mỏ. Họ thắp 7 ngọn nến lên, họ cảm thấy có ai đã đến nhà vì thấy khác.
Một chú nói. Ai đã ngồi vào ghế của tôi? Chú thứ hai nói. Ai đã ăn ở đĩa của tôi? Chú thứ ba nói. Ai đã ăn ít bánh của tôi? Chú thứ tư nói. Ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ năm nói. Ai đã dùng chiếc đĩa của tôi? Chú thứ sáu nói. Ai đã dùng dao của tôi? Chú thứ bảy nói. Ai đã uống vào cốc của tôi? Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trùng ở đệm, chú bèn nói. À, có ai đã nằm vào giường của tôi nữa? Chú thứ bảy nhìn vào giường mình, thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú hỏi các chú kia đến. Ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm bảy ngọn đèn soi thấy Bạch Tuyết, và họ reo lên. Lạy chúa, cô bé này đẹp quá. Các chú mừng lắm, để yên cho cô ngủ. Suốt đêm, chú lùn thứ bảy nằm ghé nhờ sáu chú kia, mỗi giường một lúc. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn. Cô hoảng sợ, nhưng họ thân mật hỏi. Cô tên là gì? Cô đáp, tôi là Bạch Tuyết. Họ lại hỏi, sao cô lại tới đây? Cô kể cho họ nghe rằng dì ghẻ muốn giết cô. Người đi săn đã để cho cô sống. Cô đã chạy suốt ngày, chạy mãi cho đến khi thấy nhà của họ. Các chú lùn bảo cô. Cô có giúp chúng tôi làm các công việc trong nhà này không? Nếu cô đồng ý nấu nướng, dọn giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, quét dọn, thì ở lại đây với chúng tôi. Cô sẽ chẳng thiếu thứ gì. Bạch Tuyết nói. Vâng, xin đa tạ. Từ đó, Bạch Tuyết ở với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối. Bạch Tuyết làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú lùn dặn cô. Cẩn thận đề phòng mụ dì ghẻ đấy. Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây. Đừng có cho ai vào nhà đấy. Hoàng hậu Đinh Ninh là đã ăn tim gan Bạch Tuyết rồi, nên chắc là từ nay mình đẹp nhất đời. Bà lại hỏi gương. Gương kia ngựa trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương đáp. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Đàn ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùng xa xa. Bà giật mình vì biết gương không bao giờ nói sai. Người đi săn đã lừa dối bà, và Bạch Tuyết còn sống. Bà lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Bà đứng ngồi không yên vì thấy mình không đẹp nhất nước. Sau bà nghĩ ra một kế. Bà bôi mặt và ăn mặc giả là một bà lão bán hàng xén, không ai nhận ra được. Bà cải trang rồi vượt bẫy. Mụ buộc thoăn thoắt, thít chặt quá. Bạch Tuyết không thở được nữa, ngã lăn ra bất tỉnh. Mụ nói, thế là hết đời con bé đẹp nhất. Rồi mụ vội vã ra về. Tối đến, bảy chú lùn về nhà. Thấy Bạch Tuyết nằm xoay trên mặt đất, không động đậy thì hoảng sợ lắm. Họ nhấc cô lên, thấy áo buộc chặt quá, bèn cắt dây buộc ra. Cô lại khẽ khẽ thở, rồi dần dần sống lại. Sau khi nghe cô kể chuyện vừa xảy ra, các chú lùn bảo cô. Mụ bán hàng đúng là mụ hoàng hậu độc ác. Từ nay cô phải cẩn thận, chúng tôi vắng nhà thì chớ cho ai vào đó. Về tới nhà, mụ dì ghẻ đứng trước gương và hỏi. Gương kia ngựa trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Gương đáp. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùng xa xa. Nghe nói vậy,
Hoàng hậu thấy máu sôi lên vì căm giận, mụ biết là Bạch Tuyết đã được cứu sống lại. Mụ nói, được rồi, thế nào ta cũng lập mưu trừ được mày. Rồi mụ phù phép là một cái lược có thuốc độc và cải trang giả là một bà lão khác lần trước. Mụ vượt bẫy ngọn núi, đi đến nhà bẫy chú lùn, gõ cửa và nói, bà có hàng đẹp bán đây. Bạch Tuyết ngó qua cửa sổ nói to, bà đi đi, tôi không được phép cho ai vào nhà đâu. Mụ già nói, thì ai cấm con xem cơ chứ. Rồi mụ giơ cho Bạch Tuyết xem cái lược có thuốc độc. Bạch Tuyết thích cái lược quá, siêu lòng chạy ra mở cửa. Đôi bên thỏa thuận mua bán xong, mụ già nói, để bà chạy cho đẹp nha. Bạch Tuyết chẳng ngần ngại gì, để cho mụ chạy đầu. Lược mới đụng vào tóc, Bạch Tuyết đã bị trúng độc, ngã lăn ra bất tỉnh. Mụ già gian ác nói, thế là cái đẹp tuyệt vời đã đi đời nhà ma. Rồi mụ bỏ đi. May sao bấy giờ đã muộn.